Một đơn vị tinh nhuệ của quân đội Hàn Quốc đã tham gia tập trận chung với quân đội Mỹ hôm 13 tháng 1 tại thao trường ở thành phố Paju, nằm gần biên giới Triều Tiên. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên trong những tháng qua. Quân đội Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận đã được lên kế hoạch nhằm chia sẻ các kỹ năng chiến đấu giữa hai nước và cải thiện các hoạt động quân sự chung, đồng thời đề cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Tham gia cuộc tập trận có lữ đoàn Tiger, lực lượng được trang bị các hệ thống vũ khí hiện đại kết hợp với các công nghệ trí tuệ nhân tạo và hệ thống vũ khí hỏa lực mạnh. Tham gia ở phía Mỹ là lữ đoàn bộ binh cơ giới Stryker. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh tình hình bán đảo Triều Tiên vẫn tiếp tục căng thẳng sau khi Triều Tiên phóng một lượng lớn các tên lửa hồi năm 2022 và vẫn tiếp tục duy trì các vụ thử tên lửa vào năm 2023. Trước các vụ thử tên lửa liên tiếp, nhiều thông tin cho rằng Triều Tiên có thể sẽ cho thử đầu đạn hạt nhân lần thứ 7. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.